mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới thật nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, dưới đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Nếu bạn thuộc những con giáp này thì hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Và đó là các con giáp Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, Hợi. Vào ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng sẽ thành công mỹ mãn. Vấn đề tiền bạc, các bạn có thể được lộc từ bạn bè, người thân, họ hàng. Trong chuyện tình cảm, với những người còn độc thân thì ngay ngày hôm nay, các bạn có khả năng cao sẽ gặp một người yêu quý lý tưởng. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Dần, xem tử vi 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, thực thần sẽ mang tới cho người tuổi Dần cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi trong ngày thứ hai này. Bạn mệnh thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn. Cũng trong ngày này, những người làm việc liên quan tới sáng tạo sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình, đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bản mệnh tạo nên sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh trong hôm nay có dấu hiệu đi xuống. Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên dành nhiều thời gian quan tâm tới sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão, xem tử vi 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, người tuổi Mão có tam hội cục che chở nên đường công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Chẳng những có thể thoải mái phát huy năng lực của mình, bạn còn luôn có những người đồng nghiệp tốt bụng và vui tính, sẵn sàng giúp nhau một tay khi cần. Tài vận trong ngày đón nhiều tin tích cực, các khoản đầu tư trước đó của con giáp đều có lợi nhuận thu về, khoản tích lũy ngày càng nhiều thêm. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quy mô hay đẩy nhanh tiến độ để tận dụng hết lợi thế. Chuyện tình cảm được ngũ hành tương hòa che chở nên diễn ra rất êm đềm và tốt đẹp, giảm thiểu nhiều nỗi lo lắng cho con giáp này. Mặc dù bận rộn với công việc mà không có nhiều thời gian cho tình yêu, nhưng nhờ có người ấy luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho mình nên bản mệnh không lo lắng vì sợ bị hiểu lầm hay trách móc. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong tình yêu, con giáp này có thể yên tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh và tâm đầu ý hợp với mình. Tình yêu cũng giúp cho bản mệnh có thêm động lực phấn đấu trong công việc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, có tam hội cục che chở, người tuổi Thìn được dự báo có quý nhân vận khá vượng. Dưới sự dìu dắt và chỉ điểm của đối phương, công việc diễn ra khá thuận lợi, mọi sự dễ thành. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định và có thể đạt được mục tiêu của mình. Bản mệnh nên tranh thủ thực hiện những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình. Sự quyết tâm sẽ giúp bạn đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Khi đó bạn sẽ cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Tuy nhiên, ngày này, sức khỏe của người tuổi Thìn đang không ở trong trạng thái tốt nhất. Bạn có nhiều vấn đề phải lo lắng, đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi. Bạn có thể tham gia các lớp yoga hoặc chạy bộ vừa sức để cải thiện tình hình sức khỏe. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, cục diện tam hợp xuất hiện có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao nhiêu chờ đợi, cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên. Đây là thời gian tuyệt vời cho đối với vận trình công danh của tuổi này. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn. Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
Chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung đột cũng dần ít đi. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm, nên giảm thiểu được những tranh cãi, bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Nhờ tam hợp đứng bóng thời gian này, công việc của tuổi Tuất tuy nhiều và áp lực nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi khi bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những trọng trách to lớn cũng như được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngày này, ngay cả việc kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc, con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá là cao. Lợi nhuận rủng rỉnh càng khiến bạn thêm kiên định về lựa chọn ban đầu của bản thân. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của bạn vô cùng êm ấm. Bạn và người ấy đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Đừng giận hờn vô cớ khiến cả hai mệt mỏi nhé. Người độc thân chưa có nhiều thay đổi nhưng bạn cũng không quá sốt sắng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi, đón cát khí từ cục diện lục hợp, người tuổi Hợi tha hồ đón toàn niềm vui tới trong ngày hôm nay. Vận trình tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình vào đúng lúc không ngờ nhất. Tình yêu đôi lứa trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách thì càng mặn nồng và khăng khít hơn. Phương diện tài chính cũng khởi sắc, con giáp này nên tận dụng thời cơ để cầu tài cho mình, tiến hành những kế hoạch quan trọng như mở rộng quy mô kinh doanh hay khai trương cửa hàng, tranh thủ may mắn đang có. Công việc cố định cũng đang rất suôn sẻ, thuận lợi hơn trước đó. Bạn tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại, những điều trước đây cảm thấy khó khăn thì giờ không còn nữa, áp lực không còn đè nặng lên đôi vai bạn như trước. Xem tử vi 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong hôm nay, cũng nhờ có sức khỏe mà bạn có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023 dương lịch là ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Kim Bạc Kim, ngày Nhâm Dần thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và xuất thành Hỏa cục, xung thân Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi, Tuyệt Dậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Canh Thân và Bính Thân. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.